xe là đấy mình vì cái chỗ hẹp. Bây giờ mình cái tan kim loại ra. Đây, cho cái màn hình chiếu vô cái hình sen kim loại thì yêu cầu đó mình xé ra mình để bày ở trên cái bàn này. Có ai quay phim không? Có ai quay phim không? Rồi đây. Bộ này chắc qua đó, nếu mà nó không qua thì mới phải nông. Còn nếu mà mình đưa qua được thì chắc thôi ha. Bây giờ là đây là cái lăng kim loại này các bạn nè. Trên trên hội trường có thấy cái đèn chúng tôi chiếu vô để mà quay phim không ạ? Chúng tôi đang gỡ cái bộ lăng kim loại ra. Cái stand kim loại đó. Nó có một cái bộ lăng nữa, nhưng mà trong trường hợp mà nếu như mà thấy cái lồng của nó không có cần không có quá hẹp đó thì chúng tôi không cần dùng cái bộ lăng đó. Cái bộ lăng đó là nó có cái áp lực mình bơm cái khí để mình nâng ra. Đây là cái nó giống như một cái hình của một cái thông điều quản thôi, nhưng mà ở trong lòng nó có một cái miếng kim loại để mà dắt cho nó đi vô, nó vượt qua được chỗ hẹp. Rồi sau đó đó là qua cái chỗ hẹp này đó thì chúng tôi sẽ đẩy được cái stand kim loại ở đầu vô, đi qua chỗ hẹp thì đi vô trong đó nó sẽ bung ra, nó thành cái giá đỡ. Trong trường hợp mà không quá hẹp mà có thể luôn được cái lồng này, cái cỡ này là 2 frame, 10 frame, cái cỡ này là 10 frame mà qua được chỗ hẹp chúng tôi sẽ không cần phải nong thêm. Trường hợp mà đưa vô một khó khăn đó thì phải nâng nâng đủ rộng hơn cái 10 fan này thì mới đưa cái này vào được. Trên hội trường có nghe tôi nói rõ không ạ? À vâng, vì có thấy cái hình ảnh của cái bộ nâng cái bộ đặt thông cùng với stand kim loại không ạ? Ok, rồi chúng tôi bắt đầu làm nha. Rồi. Rồi. Bơm nước đi. Đặt đặt bơm nước cho nó trơn lắng. Bơm nước trước. Nước phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Sẽ trả lời cho cái gạt có ăn côn cho xin ăn côn đi, cho xin ăn côn đi, là chùi cái này nó hơi chạm mua ngoài ra chút xíu. Em ngừng chỉ cái đồng hồ rồi, ngừng chỉ cái đồng hồ đúng không? Không, nó ngừng chỉ cái đồng hồ chưa cứng mà. Ok rồi, bây giờ mình lòn cái. Bây giờ làm con quay quay đúng không? Ok. Gieo đi các bạn, cho gieo đi. Gieo vô trong cái rồi giờ tay tay mô dùng thầy. Đây đây. Đây đây. Ok. Rồi cho chiếu cái hình tại cái chỗ đang thao tác. Không, cái hình này của cái camera đó. Chiếu vô trong cái một phần sinh dục. Chiếu vô trong một phần sinh dục giữ nguyên ấy. Để đặt lại anh thấy. Nó còn đang nguyên ha. Rồi, ok. Bây giờ chúng tôi trên màn hình thấy đang chiếu vào cái chỗ mà cơ quan bộ phận sinh dục của bệnh nhân ha. Trên đó thấy rõ không ạ? Nếu không rõ thì nói nha. Tôi đang đặt cái ống thông
luồn qua cái gai quai để mà đưa lên trên cái vị trí qua vượt qua cái vị trí hẹp nha. Rồi có xoay keo rồi nha. Rồi tài tài giữ nguyên như tài nha. Cái gai quai đâu không thấy. Đưa gai quai ha. Rồi đưa lại cả. Nắm giữ nguyên như tài ha. Chắc phải năm quá căng nha, phải phải xem mình điều khoản mới được xem cái máy soi đi. Nhưng mình không biết vô nổi không, em biết thêm riêng về nhà cứ soi vào nha. Em buông tay, em buông tay, em bơm nhẹ nhẹ cho tôi soi vô. Hả? Đó đó, thế là ngày bây giờ anh dán rồi đó, dán rồi đó, đánh dấu bằng vô đúng chỗ đó rồi dán trên dán dưới đó. Sau khi bơm rồi thì thấy chỗ hẹp mình dán lên. Cố định cái xe đó đó rồi, ok. Nhưng mà cái ấy chưa vô. Bây giờ phải có một người giữ cho thầy cái này. Chưa thấy. Rồi giữ nguyên nha. Ấy nè, bị gặp nó đang buồn đây, bắt đầu vô nha. Rồi từ từ nha, đang sửa coi dần dần cho rõ, chưa chưa nó đang cứng tay nè. Nếu mà thấy nông đang tay nặng quá là phải nông đó. Nó đang lên. Rồi đặt xi âm nha các bạn. Đó, nó đang lên. Rồi. Quý vị thấy nó cái sàn kim loại với lại cái ống nó mang theo nó đang lên ha. Cái mặt sàn kim loại nó hình caro các bạn thấy không? Nó đang lên nè. Rồi và trên kia trên xi âm chúng tôi đang kiểm tra. Rồi, lên được chưa các bạn? Lên chưa? Rồi. Chúng tôi đang coi cái đánh dấu trên xi âm đấy các bạn. Đạp nữa nè. Hút chưa? Không. Đó, vậy thì tôi đặt cái đầu dưới đấy, nó chỉ cần ló ra khỏi cái mình điều khoản chút là được rồi. Nha, rồi tôi đang đặt lên tiếp này. Cái đầu dưới đen đen nha, rồi. Đó, rồi. Rồi, cái này mình sẽ phải lên chút xíu nha. Bây giờ mình lùi ra ngoài. Mình coi trong cái đây này. Thì bây giờ mình phải lú ra cái miền điều khoản khoảng chừng 1 cm thôi. Miền điều khoản đây này. Mình vào đây nè, đó. Đây ra, đến đây được chưa? Đúng rồi, thì vậy ngay đó là ngay miền điều khoản đó. Vậy là ngay miền điều khoản đó. Như vậy là tôi đặt cái màu đen đen, ba cái chấm đen đen trên cái xi ám đó là cái đầu dưới, còn cái chấm đen đen ở trên cao đó trên là đầu trên của cái stem. Như vậy là cái stem này hoàn toàn vượt qua cái đoạn hẹp đó, là có 2 cái miếng dán ở trên xi ám, trên cái hình ảnh của xi ám các bạn thấy không? Nhờ em chỉ 2 cái miếng phương chỉ trước đó, 2 miếng dán đó là đoạn hẹp, và tôi đặt cái stem từ trên xuống dưới được rồi, cũng chỉ đi phía trên đó rồi phía dưới rồi đó, và chúng tôi chỉ đặt nó lú ra khỏi miền điều khoản chút xíu. Đây là được rồi đó.
mà cái màu đen đen này nè là bên cái đầu dưới của cái stand đó, đó như ở trên Siam đó là cái ngón tay đang chỉ đó, và như vậy là nó rú ra ngoài cái miệng điều khoản. Cái hình ảnh của máy soi á, chúng tôi đang ngay ở cái miệng điều khoản cách một phân này các bạn đó, và như vậy là cái stand kim loại khi chúng tôi rút ra đó, nó sẽ lòi ra khỏi cái miệng điều khoản một chút xíu, khoảng chừng nửa phân. Rồi bây giờ mình rút ra nè, bung đi. Rồi bây giờ chúng tôi bắt đầu rút cái lòng bên trong ra, để lại cái giá đỡ bằng kim loại. Đúng rồi, không sao, không sao, như vậy được rồi. Tôi đang giữ nguyên này, Cái người phụ của chúng tôi đang rút cái lòng ra, và chúng tôi đang giữ nguyên đó để cái lòng kim loại để lại, nó đang bung dần dần ra. Đẹp nha. Rút xuống nha. Kéo xuống. Nó đang ở đâu? Được chưa? Xuống nữa nha. Xuống nữa nha. Nhưng mà cái lòng ba cái màu đen đen nó vẫn còn ở trong mà. Vẫn cho là mặt trắng mà. Không đó rồi. Đó ba cái lòng nó nằm ở trong mà. Kéo xuống. Chờ tôi giữ nguyên, tôi xoay lại nha. Đây, chờ tôi. Đây là miệng điều khoản này. Rồi. Ta chút xíu nha, rút ra. Đó, cái màu đen đó. Mua màu đen đó. Nè, rút đây. Đó, ngày đó. Xuống nữa ha, xuống nữa nha. Rồi. Rồi chúng tôi vừa kiểm tra trong hình ảnh sau bằng quang, vừa kiểm tra chất xiềng, thì ba cái chấm màu đen đó, ba chấm màu đen ở bên dưới đó là nó ở ngay cái vị trí mà chúng tôi muốn để. Rồi ở bên trong rút cái lòng ra đi, tôi đang giữ nguyên nè. Và cái nữa nè, luôn luôn kiểm tra dưới xiềng, hơi nó hơi trôi lên ha, là kéo xuống chút xíu nữa, à, nó hơi trôi lên chúng ta phải kéo xuống chút xíu nữa. Đó, rồi ok kéo đi. Nó hơi trôi lên và chúng tôi phải điều chỉnh thường xuyên. Rồi kéo đi. Đạp nữa nè. Lại trôi lên nữa ha. Rồi kéo đi. Kéo đi. Đạp. Tôi đứng trôi lên ha. Cứ mỗi lần mà ở bên trong lòng mà kéo trong lòng thì cái ba chấm đen nó lại lên, kéo xuống, cái điều chỉnh rất là nhiều lần. Rồi ok, rồi kéo tiếp đi, gần xong rồi. Nó cứ trôi lên hoài thôi đó. Quay phim đi Phúc. Đây nè, đây nha. Ok. Chưa bung hết chưa? Rồi bây giờ rút ra đi. Rút ra đi. Rồi. Tôi đang giữ lại cái này, tôi có cần bung cái này không? Bung ra luôn nha. Rồi. Tại vì thầy giữ tay lại mà. Đây là cái stand còn lại này đó, stand còn lại đây này đó, nó lú ra ngoài cái bằng quang một chút xíu. Rồi rút ra hết đi, tôi rút ra.
Đây là cái bung nó ở dưới này, ngay từ mình điều khoản ra này. Sẽ rút tay quay. Nó lú ra khoảng chừng hơn nửa phân ở ngoài. Bây giờ đó là tôi đặt xong cái stand kim loại rồi. Ở trên màn hình quý vị tôi đạp nha. Là đó, trên cái đầu đen ở trên, phút chỉ đi ở trên cao đó, rồi ở dưới. Đó, tôi đạp lại nè. Và như vậy là đặt qua được cái chỗ hẹp rồi. Mà cái stand kim loại nó bung ra quý vị thấy không? Nó bung ra to luôn thấy không? Đó. Rồi, còn trong lòng của cái bàng quang thì xoay lại một chút xíu. Ai bấm nước cho tôi coi cái bàng quang đi. Bơm cho rõ. Đây, cái đầu dưới của cái stand kim loại nó đây. Nó lú ra cái mình được khoảng chỉ lớn nửa phân. Đó, là như vậy. Hết lực trên cao đó, thì là sau này mình rút sẽ khó. Sau này mình chỉ cần cái máy soi bàng quang thì mình có thể rút ra được. Dạ vâng. Thì thưa anh Vinh là em không có đặt GG bên trong lòng. Em đặt cái sau máy soi, cái stand kim loại nửa quản như vậy là đủ. Và trường hợp này nghĩ là đã đặt vượt qua được cái chỗ hẹp rồi. Dạ. Bơm cho thấy rõ đi một cái rồi tôi ra. Dạ. Bơm rõ này. Rồi bơm cho thấy rõ. Rồi đây là hình ảnh stand kim loại bên trong bàng quang. Vâng, cuộc mổ chấm dứt rồi ạ. Xin cảm ơn hội trường. Rồi tôi rút máy nha, tôi rút máy. Dạ, rồi xong. Cũng còn gàng mà ha, cũng tính phần loại thôi ha. À, cảm ơn em. Đúng rồi, cảm ơn em. Là nếu em không chỉ đó, là nó cứ lên cái tụt xuống, lên tụt xuống. Đúng rồi, em thấy không? Mình cứ chút xíu là phải chụp lại, và mình kéo xuống chút xíu lại, đây là bắt buộc thôi. Mà vừa có một cái xì em. Em thấy không? Lên xuống ngoài, anh kéo khoảng lên 7-8 lần luôn đó. Đúng rồi. Cho em khó khăn, đúng rồi. Hà cứ lên trước rồi xuống. Em ơi, lấy cái micro ra khỏi dùm nó. Cảm ơn em nhiều nha em. Dạ rồi, cảm ơn thầy.